Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi ngọ tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn người tuổi ngọ không gặp được nhiều may mắn trong tháng này chủ yếu là bởi tính tình nóng nảy cực đoan của bạn cách hành xử không đúng mực sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp tài lộc và cả con đường tình duyên của bản mệnh dưới tác động của cục diện tí ngọ tương xung dù bản mệnh là người có năng lực biết cách làm việc nhưng lại quá kiêu ngạo thích làm theo ý mình chính vì như vậy bạn dễ để xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ khiến những việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên khó khăn hơn Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch khuyên bản mệnh cần kiểm điểm lại mình để có thể hành xử một cách chừng mực hơn, không gây tác động xấu đến bầu không khí chung của tập thể. Trên phương diện tài lộc, mọi việc có dấu hiệu chững lại so với khoảng thời gian trước đó. Tính khí nóng này, cực đoan có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến túi tiền của mình. Bên cạnh đó, đại hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ hao tài tốn của cho những chuyện không đáng có, vì thế mà cần có thói quen chi tiêu tiết kiệm hơn. Nguyệt lệnh lâm mộc dục cho thấy trên phương diện tình duyên, bạn biết cách trưng diện, quan tâm hơn đến ngoại hình nên dễ thu hút được ánh mắt của những đối tượng khác giới, tuy nhiên, bạn cần cẩn thận với các mối quan hệ phức tạp, tránh đẩy mình rơi vào cảnh tai tiếng. Vợ chồng cũng cần có trách nhiệm hơn với gia đình, tránh có tư tưởng ngoại tình tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của người tuổi ngọ nhìn chung khá ảm đạm trong suốt khoảng thời gian này. Trước khi than thân trách phận hoặc quán trách người khác, bạn cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân, xem mình có ưu khuyết điểm gì để nhanh chóng tìm cách phát huy hoặc thay đổi hợp lý. Cục diện tương xung có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy nóng nảy, không chịu được những ý kiến trái ngược với mình tuy nhiên trước khi lên tiếng phản bác người khác bạn cần dành thời gian suy nghĩ và đánh giá xem quan điểm của đối phương liệu có hợp lý hơn không liệu quan điểm của mình có nhầm lẫn ở đâu không dù bạn là người có năng lực có kinh nghiệm làm việc song điều đó không đảm bảo lúc nào bạn cũng là người đúng đắn nhất hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp bạn bè có thể bạn sẽ tìm ra những con đường mới chính xác hơn Nguyệt lệnh mục dục cho thấy một số người trẻ tuổi thường có tính cách nông nổi, dù ban đầu bạn hào hứng bắt tay vào công việc nhưng sau đó lại dễ bỏ giờ công việc giữa chừng, chính vì vậy mà bạn khó đạt được kết quả như mong muốn, khiến công việc bấp bênh, thiếu vững chắc. Một số người bị đánh mất phương hướng cần trò chuyện, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình nhiều hơn, chớ im lặng cố tình cách tự giải quyết mọi chuyện. May mắn là dù có nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra, bạn vẫn sẽ nhận được sự nâng đỡ của các tinh giải thần. Chỉ cần hàng ngày, bạn chú ý hơn trong cách cư xử, hòa nhã với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác thì vận may ắt sẽ đến. Quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc bạn đang gặp vướng mắc để giúp đỡ bạn, chỉ ra cho bạn hướng khắc phục khó khăn. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tài lộc xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch bản mệnh phải thực sự cẩn trọng trong chuyện làm ăn tháng này, bởi đồng tiền chảy vào túi thì ít ỏi mà đồng tiền chi tiêu thì lại quá nhiều. Bạn chớ nên vội vàng, nóng vội khi đưa ra quyết định, bạn cho rằng mình đi nhanh hơn người khác một bước thì sẽ nhanh kiếm được tiền hơn, nhưng thực tế là bạn đang dần xa vào bẫy của kẻ tiểu nhân đấy. Tí ngọ tương xung cho thấy bạn thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác của mình, khiến chuyện làm ăn trở nên giang dở vì đôi bên phải tốn thời gian giải quyết những lục đục trong nội bộ nên không kịp nắm bắt những cơ hội làm giàu để thời cơ rơi vào tay của người khác âm sát hung tinh xuất hiện khuyên bạn nên chú ý hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ bởi kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cản đường bạn càng là những kẻ thường xuyên nịnh hót nói lời bùi tay lại càng là người dễ tìm thời cơ để đâm sau lưng bạn hơn bạn làm việc gì cũng phải có chủ kiến của mình song cũng cần tỉnh táo để lắng nghe góp ý của người khác xem ai là người thực lòng muốn tốt cho mình mộc dục cho thấy người trẻ tuổi chớ nên vội vàng làm giàu trong khoảng thời gian này có lẽ bạn cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mình hơn là chạy theo bước chân của người khác làm việc gì cũng cần phải điềm tĩnh chín chắn thì mới tránh được sai sót trên phương diện chi tiêu đại hao cho thấy bạn dễ chi tiêu tốn kém vào những việc không thực sự cần thiết Hãy cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi mở hầu bao mua sắm, tránh tốn tiền cho những vật dụng không cần thiết đem về chỉ chật nhà. Người làm đầu tư kinh doanh chớ vội nghe theo lời rủ dê của những người mình không hiểu rõ kẻo rơi vào cảnh thua lỗ tiền của đổ sông đổ bể. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Vận trình tình duyên của người tuổi ngọ có nhiều trắc trở, nhưng chủ yếu những vấn đề ấy đều do bạn mà ra do đó bản mệnh cần tự kiểm điểm nhiều hơn chớ nên oán trách hoặc đổ tội cho người khác tử vi thấy rằng bạn vốn là người tự tin cởi mở nên việc xây dựng các mối quan hệ xã giao mới không bao giờ là khó khăn nhưng do tính tình cực đoan dễ nổi nóng mà bạn khó giữ người khác ở bên mình được lâu người độc thân dù biết quan tâm hơn đến ngoại hình khiến người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chuyện tình cảm lại khó lâu bền bạn cần tìm ra cách dung hòa với người khác không nên bắt người khác phải nghe theo mong muốn của mình mà bỏ qua cảm nhận của đối phương dưới tác động của cục diện tương xung người đã có đôi có cặp lại thường có tư tưởng không an phận chính vì nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới mà bạn dễ rơi vào cảnh không giữ được mình nếu bạn giữ quan hệ mập mờ với người khác giới thì tức là bạn đang chính tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình hãy trân trọng những gì mà mình đang có đừng mải mê đuổi theo những thú vui nhất thời dù bạn và nửa kia đang có chiến tranh lạnh đi nữa, bạn cũng nên chủ động xuống nước và bắt chuyện với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi ngọ không có dấu hiệu suy giảm đáng lo ngại vào thời điểm này. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, bắt cơ thể làm việc quá sức hoặc sinh hoạt không khoa học. Công việc căng thẳng đôi khi đẩy bạn vào tình cảnh ức chế, mệt mỏi thần kinh. Những lúc như vậy, bạn cần nhanh chóng tìm người để san sẻ nỗi lòng, chớ giấu kín mọi việc khiến tinh thần thêm uể oải, dễ bị stress. Nếu có thể, hãy nhiệt tình tham gia những hoạt động tập thể hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm hơn và lại có thể tiếp tục tập trung, cống hiến cho công việc. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết, kiêu ngạo, dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh, thích làm theo ý mình. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, thìn, tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, việc kiếm tiền không thuận lợi, chớ nên nóng vội đầu tư. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết biết cách trưng diện nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới quý nhân sửu dần tiểu nhân tị mão màu sắc may mắn đen đỏ tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết chân thành hơn trong chuyện tình cảm chớ giữ quan hệ mờ ám với người khác quý nhân tị dậu tiểu nhân dần thìn màu sắc may mắn tím hồng tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết, chú ý kẻ tiểu nhân gây họa, không tin theo lời nịnh nọt bùi tai. Quý nhân, dậu tuất. Tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi ngọ trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại